Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 12 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vào tối ngày 11 tháng 9, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Sikeng, thị trấn Dinh Linh, huyện Xin Trang, Thiệu Hưng, và một cây cầu đá ở lối vào làng đã bị cuốn trôi. Đến nay, nhiều ngôi nhà của người dân trong thôn bị hư hỏng. Hiện báo cáo thống kê chưa có người thương vong. Phóng viên được biết, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân địa phương, đội cứu hộ chữ thập đỏ và các lực lượng cứu hộ khác đã nhanh chóng đến hiện trường để ứng cứu. Đêm qua, Sao Sinh, Si Trang và Sengju đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trận mưa xối xả này gây ra nguy cơ lở bùn ở nhiều ngôi làng tại Sao Sinh, Si Trang. Sáng ngày 12 tháng 9, phóng viên đã đến làng Sikeng, thị trấn Dinh Linh, huyện Si Trang và nhận thấy nhà cửa của nhiều người dân địa phương bị hư hại trong trận mưa bão và công tác cứu hộ dòng chảy xà bần vẫn đang được tiến hành. Chen Li Bang, một cán bộ địa phương cho biết, kể từ khi trận lở đất xảy ra tại thôn vào tối ngày 11 tháng 9, các cán bộ thị trấn, thôn bản và các thành viên của hai ủy ban đã giám sát tuyến đầu đã tích cực hướng dẫn cứu trợ lũ lụt, cứu trợ thiên tai, đường vào vẫn đang được khai thông. Vào sáng sớm ngày 12 tháng 9, Chen Feiyun, một người dân 67 tuổi ở làng Tujabu, thành phố Sengju, đang dọn dẹp các mảnh vỡ bên cạnh ba ngôi nhà bị sập của mình. Phóng viên đi vào ngõ làng, một số người dân đang dọn dẹp bùn đá cạnh nhà. Được biết, từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 11 tháng 9, một trận mưa như chút nước bất ngờ ở làng Tujabu, thành phố Sengju, với lượng mưa hơn 150mm. Một trận lở đất đã xảy ra ở phía đông của ngôi làng và các ngôi nhà của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi làm hư hỏng. Rất may không có thương vong về người. Người dân địa phương nói với các phóng viên rằng dòng chảy đá vụn xuất hiện từ sườn đồi phía sau làng, kéo dài hơn 200 mét tại các con hẻm trong làng. Người dân làng Tuyanjun kể với các phóng viên rằng sự việc xảy ra, cha mẹ cô ngoài 80 tuổi đang ăn tối thì bất ngờ lở đất, khiến một lượng lớn bùn và đá từ cửa sổ phía sau tràn vào nhà, khiến hai cụ hoảng sợ. Đúng lúc nguy cấp, con trai của ông lão Ôn Tấn đến, lập tức bế ba mẹ con lên lầu 2, thoát qua một cái thang đơn giản trên cửa sổ lầu 2. Ngôi nhà của người dân làng Chen Fayun là một ngôi nhà 2 tầng lợp ngói bùn. Khi trận lở đất đi qua phía sau nhà, nước lũ dâng cao ngay lập tức thấm vào tường bùn. Một lúc sau thì bức tường phía sau của ba ngôi nhà bị sập. Rất may là họ đã đi trốn ở một nơi có vị trí tương đối an toàn, nên không có thương tích. Sáng nay, bộ phận cấp điện địa phương đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp nguồn điện. Cán bộ tổ dân phố đã liên hệ với công ty bảo hiểm để giải quyết. Thưa quý vị, một số khu vực ở Bắc Kinh bất ngờ có mưa lớn, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tại khu vực lân cận Guangyang, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Hôm vừa qua, Xinmen, Hồ Nam bị sét đánh và gió mạnh, đèn đường, cây cối và biển quảng cáo bị đổ. Đoạn video cho thấy một tấm biển quảng cáo lớn bị thổi đổ, cửa sổ nhà cao tầng bị gió mạnh thổi sập, tia lửa điện xuất hiện trên dây điện hai bên đường. Hiện chưa rõ thương vong. Thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc và nắng nóng ở miền Nam vẫn tiếp diễn, đồng thời một đợt mưa lớn mới đang quay trở lại. Cùng ngày, một trận mưa như chút nước ở một số khu vực ở Bắc Kinh kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Tại khu vực lân cận Guangzhou, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Ở Sifadi, quận Phong Đài, Bắc Kinh, đường phố và xe cộ ngập trong biển nước mênh mông. Vào sáng sớm cùng ngày, trên cộng đồng người Bachuba ở quận Thuận Khánh, thành phố Nam Đồng, Tứ Xuyên, có dông lốc và sấm sét và một tia sét tuyến tính cực mạnh xuyên thủng bầu trời. Vào ngày 11 tháng 9, một cơn bão dữ dội đã bùng phát ở Kidong, Yansu. Người dân địa phương đã chụp ảnh cảnh đường phố. Một số người nói rằng mọi người đang vật lộn để tiến về phía trước trong gió, như thể họ đang ở trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Người dân địa phương cho biết không ai hiểu được đây là bến sông hay là chốn thần tiên. Đồng thời, thời tiết nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Đợt nắng nóng quét qua các tỉnh thành phố Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và các tỉnh thành phố khác. Ngày 11 tháng 9, Chiết Giang đã trải qua mức nhiệt cao kỷ lục lên tới gần 42 độ C. Theo báo cáo, một bệnh viện ở Chiết Giang đang điều trị cho các bệnh nhân say nắng mỗi ngày. Ít nhất một công nhân nhà máy đã chết vì say nắng hồi đầu tháng.
vào một ngày trước đó tại Phúc Châu, Giang Tây, một chiếc ô tô đậu bên đường tự bốc cháy và phát nổ do nhiệt độ ngoài trời quá cao. Chủ xe ô tô tự phát cháy nói, trời nóng quá là tự cháy. Chắc điều hòa xe có vấn đề rồi, xe cháy xém rồi kìa, nhiệt độ cao liên tục dẫn đến tăng tải điện. Các nhà chức trách cho biết vào giữa mùa hè, phụ tải điện của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục. Kính thưa quý vị, Thông tấn xã Trung Quốc ở Tây An đưa tin, thông tin từ Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây rằng, kể từ tháng trước, Thiểm Tây đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp trên diện rộng. Khiến miền Nam Thiểm Tây, Quan Trung và các vùng núi phía Bắc Thiểm Tây gây ra lũ lụt. Lũ lụt nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến 6,69 triệu người, trong đó có 236 người chết và 197 người mất tích do lũ quét, lở núi, lở đất và dòng chảy đá vụn, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 22,7 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến 8 thành phố, 70 quận, 1.174 thị trấn và 6,69 triệu người ở tỉnh Thiểm Tây. Ngoại trừ thành phố Ngọc Lâm và huyện Dương Lang, có 298.000 ngôi nhà bị sập, 100 người chết và mất tích, hơn 10.000 người phải chuyển đi khẩn cấp, 4 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng và 900.000 hecta hoa màu bị mất trắng. 8 quận bao gồm Dongba và Baihe, Sunjiang và Jemba trong khu vực đô thị của thành phố An Khang bị ngập lụt. Khu vực đô thị của thành phố Thông Chuan và các quận như Long Xian, Dali và Hai Yuen bị ngập úng. 15 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Jemba, Lao Gang, Hanbin, Jinjiang, Long Xian, Danfeng và các quận khác bị thiệt hại nghiêm trọng về đất canh tác, nhà cửa, điện, thông tin liên lạc, giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng khác. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng gồm có 8.186 công trình với 93 hồ chứa, 69 thủy điện, 3.353 kè dài 2.212 km, 2.405 công trình cấp nước bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 304 kè các loại bị vỡ, 1.399 kè với diện tích 43,43 km, 246 cống, 37 trạm đo thủy văn, 2.034 giếng cơ điện, 199 trạm bơm cơ điện, 69 trạm thủy điện và 841 ao đập bị cuốn trôi. Chen Wenjun, Phó Kỹ sư trưởng Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết lượng mưa lớn là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa lũ lụt. Địa hình và địa chất là cơ sở vật chất và điều kiện tiềm tàng cho các thảm họa lũ lụt trên núi. Lũ lụt lớn và tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt thấp đối với các sông vừa và nhỏ là nguyên nhân gây ra thiên tai lũ lụt. Sự gia tốc bất hợp lý của các hoạt động kinh tế và xã hội của con người làm trầm trọng thêm sự xuất hiện và làm tăng thêm nhiều hơn thiệt hại của các thảm họa địa chất núi lửa. Sạt lở đất ở Thông Giang, Tứ Xuyên. Quý vị thân mến, mấy ngày vừa qua trên mạng thông tin về một vụ sạt lở đất ở thị trấn Không San, huyện Thông Giang, thành phố Bayong, tỉnh Tứ Xuyên và một số người mất liên lạc. Video cho thấy một ngôi nhà bị sập tại hiện trường và các máy xúc đã đến hiện trường để cứu hộ. Ngày 12 tháng 9, phóng viên báo Sao Đỏ thông tin từ chính quyền địa phương cho biết có 13 người mất liên lạc do sạt lở đất đã được tìm thấy và đã có tử vong. Được biết, một điểm quan trắc thiên tai phi địa chất ở Kizaba, Esi, làng Yufu, thị trấn Không San đã bị sạt lở đất vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 do mưa lớn trong vài ngày qua. Lượng mưa tích lũy ở thị trấn Không San đạt 584,6mm. Sau khi thảm họa xảy ra, huyện Tông Giang đã ngay lập tức đưa ra phương án khẩn cấp do thiên tai và tổ chức các lực lượng cứu hộ liên quan triển khai công tác cứu hộ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố liên tiếp có ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo thành phố và quận đã khẩn trương đến hiện trường sạt lở, chỉ đạo, điều động lực lượng cứu hộ xung quanh nỗ lực hết mình để ứng cứu. Trong công tác cứu hộ, có tổng cộng 8 đội cứu hộ khẩn cấp, 3 máy xúc, 5 xe cứu hỏa và 5 xe hỗ trợ y tế đã được huy động để tham gia cứu nạn khẩn cấp. Tính đến 23 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, công tác cứu nạn cứu hộ khẩn cấp cơ bản hoàn thành. Chuyển được 33 người ra ngoài an toàn, nạo vét hơn 50 mét lòng sông, khơi thông hơn 3.200 mét vuông nhà bị phù sa vùi lấp. Vụ sạt lở đất làm 13 ngôi nhà và 13 người mất tích do sạt lở đất vùi lấp và tử vong. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả các nạn nhân đang được xử lý dứt điểm. Toàn bộ số người bị di rời đã được tái định cư hiệu quả. Các công tác hậu sự liên quan vẫn đang được tiến hành. Thưa quý vị, chiều ngày thứ Bảy vừa qua, một trận lở đất đã xảy ra tại thị trấn Xiangxi, huyện Xili, thành phố Trương Gia Giới. Tảng đá lăn xuống và đè bẹp một cửa hàng dưới chân núi. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ quán chưa kịp chạy thoát đã bị bùn đá đè lên. Sau hơn 20 phút căng thẳng cứu hộ, cả hai mới thoát được ra ngoài. Trong nhiều ngày liên tiếp, Xili u ám và mưa lớn cả ngày. Ở làng Tianjianping, thị trấn Xiangxi,
có một cửa hàng chuyên bán đồ kim khí, ống thép và gạch men. Cửa hàng quay ra mặt đường và quay lưng vào núi. Khoảng 18 giờ chiều, vợ chồng chủ cửa hàng bận rộn, đột nhiên có một tiếng động lớn bị bóp nghẹt từ phía sau ngôi nhà. Trước khi cả hai kịp phản ứng, cửa hàng khung thép đã sụp đổ ngay lập tức. Vào lúc 18 giờ 40 phút, đội cứu hỏa chuyên trách Jiangjia của chính quyền nhân dân quận Xili đã đến hiện trường vụ việc. Thường xuyên trinh sát tại chỗ, chỉ huy chia lực lượng cứu hộ thành hai nhóm. Một nhóm ra phía sau cửa hàng, xác định không còn nguy cơ sập núi sau vụ lở núi quy mô lớn vừa qua, nên cùng chính quyền địa phương tiến hành khai quật cứu hộ. Nhân viên đồn cảnh sát và các nhóm khác đến trước cửa hàng sau khi sử dụng sự hỗ trợ bên ngoài của các khúc gỗ và có sự hỗ trợ bên trong của các công cụ thủy lực. Các hoạt động cứu hộ bắt đầu ngay lập tức. Hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi nhiều chướng ngại vật phía trước cửa hàng. Các nhân viên cứu hộ ở phía sau cửa hàng bất chấp bùn đất rơi xuống, chạy đua với thời gian để thay phiên nhau đào những lối đi cứu người. Đến 19 giờ 05 phút tối, lối thoát hiểm đã được mở, hai người mắc kẹt được giải cứu thành công. Tuy bị thương nhẹ và choáng nhưng rất may tính mạng của họ không bị nguy hiểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!